cung nhân viên. Phải là một số thì nhiều đúng không? Nhưng mà lì xì luôn luôn là những cái phong tục rất là truyền thống, là đấy là cái sự may mắn của người khác đúng không quý? Vâng đúng rồi đấy ạ. Tuần bóng, tuần bóng nó ngủ. Tuần bóng cũng ngủ. Trong số đầu tiên của chương trình VOV. Còn mỗi tuần viên cả tuần mẹ thôi. Và hy vọng là với số đầu tiên năm 2019. Số đầu tiên năm 2019 đúng rồi. Hy vọng là với sự may mắn này, với cuộc kết nối đầu tiên của Quỳnh, cũng như những lời chúc dành cho chương trình dành cho khán giả, chúng ta sẽ có một năm mới thật là tuyệt vời với tất cả mọi người, tất cả mọi người. Và trong cái thời khắc mà rất là vui, rất là an toàn như thế này, thì không biết là Quỳnh có muốn lắng nghe một ca khúc hay muốn yêu cầu một ca khúc nào cho chương trình ngày hôm nay không? Nhân dịp đầu xuân năm mới thì có đấy ạ. Rất muốn nghe được một suốt nhạc không khí của hồ Tây tím mờ nhưng mà hồ Tây nắng có thể gửi lời bài hát em một mà phố ra rất là đông chắc chắn rồi một bài hát và từ chiều mùng một đông vì chúng ta không thể thiếu những lời chúc rồi đấy nhá. Em muốn gửi bài chuyện cũ bỏ qua của Bích Xuân ạ. Đây chính là một bài hát của cô ca sĩ mà người ta cứ nói là cứ đến Tết là phải nghe nhạc của Bích Phương đây đúng không? Với lời nhắn gì với gia đình dành cho gia đình của mình với người nhân ngày đầu xuân năm mới? Nhân dịp đầu xuân năm mới thì con xin kính chúc bố mẹ sẽ có sức khỏe dồi dào, kinh tế ngày một vững mạnh hơn và có thể gia đình chúng ta luôn luôn sung túc đầm ấm bên nhau ạ. Đường thanh niên một lời chúc rất là ý nghĩa, rất là gần gũi của một người con dành cho bố mẹ của mình, dành cho gia đình của mình đúng không? Thay mặt cho chương trình cũng xin được cảm ơn ngày hôm nay Quỳnh đã kết nối với chương trình, một cuộc kết nối đầu tiên trong năm mới. Cũng xin chúc Quỳnh sẽ có thật là nhiều sức khỏe, đón một cái Tết thật là hạnh phúc cho gia đình của mình, cũng như là công việc học hành sẽ ngày càng thuận lợi, những cái dự định trong năm mới của mình nhất định sẽ thành công Quỳnh nhé. Dạ vâng ạ.